Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Và ngày hôm nay, kênh Đồng Nai Quê Tôi sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá một vườn trái cây, đặc biệt là chôm chôm tại phường Long Bình, khu vực gần kho bom Long Bình thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và vào lúc này thì khu vực Đông Nam Bộ đang bước vào mùa hè, cũng là mùa mà khu vực Đông Nam Bộ trái cây rất là nhiều, đặc biệt là chôm chôm chóc, cũng như là các loại trái cây như sầu riêng, măng cụt, mít tố nữ và các loại trái cây khác. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn hãy cùng với kênh Đồng Nai Quê Tôi cùng khám phá vườn trái cây tại đây nhé. Và hiện nay tôi đang tại khu vực đó chính là công viên Long Bình, hay còn gọi là công viên Tam Hiệp. Và đường này là đường Bùi Văn Hòa. Hướng này tôi đang đi về hướng Vũng Tàu. Và lúc này cuối tuần ngày hôm nay, thời tiết tại Đồng Nai, thời tiết rất đẹp, trời rất trong xanh và có mây trắng. Phía bên tay phải màn hình quý vị bạn có thể thấy là lúc này vào mùa hè thì hoa phượng đã bắt đầu nở rất là nhiều. Đi khoảng một đoạn thì chúng ta đã đến được khu vực đó chính là khu công nghiệp Biên Hòa 2, nằm phía bên tay phải màn hình quý vị các bạn. Từ đây chúng ta đi mất khoảng 2 cho đến 3 cây số nữa thì chúng ta sẽ đến được khu vực Tân Cảng. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá một khu vườn của một người bạn tại khu vực phường Long Bình. Và phía bên tay trái mà quý các bạn đó chính là khu vực khu công nghiệp Long Bình. Từ đây có những con đường chúng ta có thể đi tắt qua phía khu vực Amata. Tiếp tục thì tôi sẽ đi thẳng để đến được khu vực Tân Cảng. Và trước màn hình quý vị các bạn đó chính là khu vực ngã tư Tân Cảng. Bây giờ tôi sẽ rẽ tay trái để vào khu vực Tân Cảng. Đường xá vào cuối tuần ngày hôm nay thì khu vực chỗ này rất là đông. Đây là con đường đi vào Tân Cảng, và ngày xưa khu vực chỗ này là khu vực kho bom Long Bình. Kho bom Long Bình nằm ở phía bên trong, chúng ta đi khoảng một cây số nữa. Và tại khu vực chỗ này là khu vực có bom nhiều nhất tại khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa. Đây được gọi là kho bom Long Bình. Ngày xưa thì người dân quá nghèo, chính vì vậy có một số nhà đã vào trong đây lấy những cái bom về để cưa, sau đó lấy thuốc để bán, và đã xảy ra rất là nhiều vụ nổ bom thương tâm, và có rất là nhiều nhà có người thân bị mất mạng trong các vụ cưa bom. Có nhà có đến 5-6 người bị mất mạng do cưa bom. Và hiện nay thì khu vực này vẫn còn bom rất là nhiều. Đường xá tại khu vực đường này rất là vắng, chúng ta đi rất là thuận tiện. Lúc này thì tại khu vực chỗ này đã làm vòng xoay. Từ đây thì chúng ta rẽ tay phải, chúng ta có thể đi ra hướng đi về khu vực vườn xoài. Và từ khu vực chỗ này chúng ta đi thẳng khoảng 3 cho đến 4 cây số nữa thì chúng ta có thể ra được Amata, hoặc đi thẳng sâu xuống phía dưới thì chúng ta sẽ đi ra được khu công nghiệp Biên Hòa 3. Và đây là cái cổng gác của khu vực đi qua các cái điểm ở đây. Và phía bên tay trái mà được quý của bạn đó chính là nghĩa trang nhân dân. Đường khu vực chỗ này rất là xấu. Đây, khu vực nghĩa trang nhân dân nằm phía bên tay trái màn hình của các bạn. Đường xá tại khu vực này thì rất xấu.
Đường này mà chúng ta đi vào mùa mưa thì rất nguy hiểm, tại vì có những chỗ rất là lồi lõm. Và sau khi đi được một đoạn thì tôi sẽ đi vào khu vực tổ 37 thuộc phường Long Bình. Vào lúc này thì khi vào trong đây thì chúng ta thấy là hai bên là rừng. Rừng ở đây là rừng tràm rất là nhiều. Ở đây họ trồng cây tràm rất là nhiều. Khu vực chỗ này thì người dân sinh sống cũng rất vắng. Và đất ở đây thì cũng đang là có giá. Ngày xưa thì ở đây trong rừng, ở trong đây thì ít người vào, nhưng mà bây giờ thì đã có người sinh sống rất là nhiều. Lúc này thì tôi sử dụng cái camera 360 để quay. Quay camera 360 thì góc nó sẽ rộng hơn và chúng ta nhìn nó sẽ có những góc cạnh rất là ảo. Đi khoảng một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đến được khu vực nhà của một người bạn. Tại đây thì đất ở đây bắt đầu có giá trị rất là nhiều. Đường xá thì không có đẹp lắm, đường đất đỏ. Đây tôi đã đến nơi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng vào bên trong để khám phá khu vườn ở đây. Có rất nhiều loại trái cây như mít, cũng như là chôm chôm, cóc và nhiều loại trái cây khác. Đây là khu vườn phía bên trong. Phía hai bên quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đó chính là cây mía. Và đi vào trong sâu phía bên trong đây thì có rất là nhiều loại trái cây. Đây khu vực chỗ này là cây chôm chôm này. Ở trong đây trồng rất là nhiều loại trái cây, vải cũng có, sơ ri, xoài, dâu da, đây là những cây cóc. Cây cóc Thái ở đây tuy nó nhỏ thôi nhưng mà trái rất là nhiều. Phía bên tay trái mà thưa quý vị và các bạn đó chính là cây chôm chôm Thái. Đây những trái cóc Thái nhưng mà trái rất là bự. Về những khu vực này mà được hái trái cây thì rất là vui. Đây là cảnh ăn chôm chôm lén nè quý vị và các bạn. Đây là những trái măng cầu, cây tuy nó nhỏ thôi nhưng mà trái dài rất là sai. Cây này chỉ có cao khoảng 2,5 m nhưng mà trái, ví dụ bạn thấy là rất là nhiều trái. Và tại khu vực này cũng có trồng một ít chuối và đây là cái ao cá. Ao cá này ngày xưa quý vị các bạn cách đây hơn 10 năm giá trị chỉ có khoảng mấy trăm triệu thôi, nhưng mà giờ lên 10 mấy tỷ rồi quý vị. Ở phía trong ở trong đây là khu vực trồng chôm chôm. Đây những trái chôm chôm bắt đầu chín. Mùa hè mà quý vị các bạn đi về Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì trái cây rất là nhiều. Quý vị các bạn có nghe tiếng ve kêu không? Khu vực chỗ này thì ve rất là nhiều. Đây là những cây chôm chôm Thái bắt đầu chuẩn bị chín. Và tại vườn này thì trồng hai loại trái cây chôm chôm là chôm chôm Thái và chôm chôm chóc. Đây là những cây chôm chôm Thái. Và bây giờ tôi sẽ đi một vòng và hái chôm chôm để cho quý vị các bạn cùng xem. Và những cây chôm chôm ở đây cũng đã bắt đầu chín đỏ.
đây nè. Trái ở đây chín quá trời luôn nè. Đây nè quý vị các bạn, đây là giống chôm chôm chóc. Cái này ăn nó chua ngọt ngọt. Cái loại chôm chôm chóc này ăn nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Đây cả chùm nè. Mấy bữa nữa là nó sẽ chín đỏ hơn. Bây giờ nó hái mấy trái đỏ ăn. Trái rất là to. Nhìn giống như là chùm nho vậy quý vị các bạn. Nhưng mà cái này nó tua tua ra. Những cái trái trứng trước. Đã không cả nhà? Ngay tại thành phố Biên Hòa, tại phường Long Bình thôi mà đã có chôm chôm. Ở đây có một số cây chôm chôm đang chín, nhìn rất là đẹp. Thank you.
Đây giới thiệu với cả nhà, đây là chôm chôm Thái. Trái nó tua nhiều hơn. Chôm chôm này thì nó ngọt hơn chôm chôm chóc. Chôm chôm chóc nó hơi chua chua. Ở tụi trái Hải nha. Ủa, cái này nó chín rồi. Trái này nó không có được bự lắm. Quý vị con ve nè. Đó. Đây. Con ve nó đang bị con kiến nó cắn nè quý vị ơi. Con ve nó bị con kiến bóng cắn. Để tao thả mày nhá. Tao bắt con cái con kiến kia. Đây quý vị các bạn thấy là nó bị con kiến bóng cắn nè. Rồi nó thả tao bay nha. Rồi nó bay đi rồi. Anh kéo cây trùng trôn xuống và dính ngay cái hộp kiến. Đó, chuồng nó chín đẹp chưa? Hết mồ hôi luôn quý vị. Đây cái này ở đây, cái này kiến nó kiến bóng nhiều lắm. Mình thái là mình thái liền. Đây ở nhà đây chụp chụp thái. Kia từ góc hái một chùm rồi. Ở góc kia hái được một chùm rồi. Tắt cửa về đấy cũng vậy. Ở đây trường với kia trường là được rồi. Đây quý vị, chôm chôm Thái. Chúng ta có thể dùng cái cây này chúng ta xoay thì chúng ta sẽ hái được cái trái chôm chôm thành từng chùm như thế này.
đấy. Ừ. Súp tôm này ngon không? Dạ. Yeah. Ngon hay chua? Chua thì mình cũng chua. Súp tôm này chóc thì nó chua chua ngon. Không, chua này chua, chua kia là súp tôm ngọt kìa. Súp tôm Thái á. Ừ. Mà súp tôm này trộn gỏi ngon hơn. Phải không? Bình bát nè. Đây cái chén bình bát nè. Cái bình bát nè. Cái trái này thì ở dân miền vùng sông nước như là Đông Nam Bộ sẽ biết dành cái trái này. Đây các bạn. Đây là trái bình bát. Trái này nó chín dầm đá đường ăn cũng rất là ngon. Má mày thổ đái bả nước không? Đầu nó rớt xuống. Chưa. Chưa. Kìa, quý vị các bạn thấy là ở dưới nè, quá trời trái luôn. Trên đây nè. Trong đây giờ còn ong không? Còn, còn. Còn lâu quá là còn. Bạn sau một thời gian hái chôm chôm thì đổ hết mồ hôi và hái được một mớ chôm chôm như thế này. Đây là chôm chôm chóc và dưới đây là chôm chôm Thái. Ngoài ở đây có chôm chôm thì ở đây còn có mít và tóc nữa nào quý vị. Đây là mít Thái. Còn đây là cái tóc, cái băng cầu nữa này. Đây là cái tóc. Nó chua chua. Bông cóc nữa nè. Đây mình sẽ đóng bịch mang về. À, chôm chôm đầu mùa ở đây ngày hôm nay bán 10.000. Ở đây có một vườn mía rất là đẹp nè quý vị. À, quý vị các bạn, chúng ta lựa những cái chôm chôm mà nó hơi ương như thế này nè. Để chúng ta làm cái món để chúng ta làm món thịt bò xào chôm chôm rất là ngon. Tiếp theo đây xin mời quý vị các bạn hãy cùng vào bếp để cùng xem món bò xào chôm chôm ngày hôm nay. Một món ăn rất là nhanh, gọn lẹ và rất dễ ăn. Chôm chôm thì chúng ta sẽ lấy cơm và chúng ta bỏ hạt. Thịt bò thì ướp một ít gia vị như hạt nêm, nước tương. Cho vào đây một ít bột ngọt, một ít tiêu. Cho dầu vào chảo cùng với lại tỏi băm. Dầu nóng và tỏi cũng đã thơm, mình cho phần thịt bò vào.
ta sẽ xào cho săn. Phần thịt bò cũng đã săn, bây giờ tôi cho tiếp phần hành tây vào. Chúng ta sẽ đảo nhanh khoảng 1 phút. Và cuối cùng mình sẽ cho phần cơm chôm chôm đã bỏ hạt vào. Và sau khi cho phần cơm chôm chôm vào thì chúng ta sẽ đảo nhanh trong vòng 30 giây là chúng ta đã có món bò xào chôm chôm vừa ngon vừa hấp dẫn và rất là tuyệt vời. Khi chúng ta ăn món này, chúng ta có thể ăn với lại cơm nóng hoặc là có thể trụng mì gói để ăn kèm. Rất là tuyệt vời, đúng không quý vị các bạn? Món ăn của chúng ta đã hoàn tất, bây giờ tôi dắt thêm một ít tiêu và cho ra dĩa. Vậy là món thịt bò xào chôm chôm cũng đã xong. Một món ăn vừa nhanh, vừa lẹ, vừa hấp dẫn, đầy đủ dưỡng chất. Phần thịt bò khi ăn mềm, thơm. Phần chôm chôm khi ăn có độ chua chua, giòn giòn. Kết hợp với hành tây có vị ngọt, cũng như là ít cần và một ít tiêu tạo mùi thơm cho món ăn của chúng ta. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi thưởng thức món ăn ngày hôm nay. Và ngoài món bò xào chôm chôm thì tôi có thêm tôm luộc cùng với lại bánh ít lá gai, phần thơm ăn tráng miệng và một ít rau và muối ớt xanh. Và xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là những món ăn đơn giản của nhóm chúng tôi ngày hôm nay. Và đến đây kênh Đồng Nai Quê Tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Nếu như mọi người yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, mọi người có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.